Ba nghi phạm cướp gần 4 tỷ đồng tại chi nhánh Sacombank thành phố Hồ Chí Minh khai gì? Các nghi phạm quen biết nhau qua nhóm những người vỡ nợ trên Facebook, sau đó bàn nhau thực hiện vụ cướp tại chi nhánh Sacombank ở thành phố Hồ Chí Minh, lấy đi 3,8 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 10, Trung tá Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin diễn biến điều tra, truy bắt 3 nghi phạm trong vụ cướp tại chi nhánh ngân hàng thương mại Sài Gòn Thương Tín Sacombank. Danh tính 3 nghi phạm là Nguyễn Ngọc Mỹ 30 tuổi quê Bình Dương, Lâm Phúc Lợi 23 tuổi quê Vĩnh Long và Nguyễn Thị Bích Tuyền 22 tuổi quê Bến Tre. Trung tá Hưng cho biết khoảng 10 giờ 40 phút ngày 24 tháng 10, Công an thành phố Hồ Chí Minh nhận được thông tin về việc xảy ra vụ cướp tài sản tại phòng giao dịch Nhị Xuân, ngân hàng Sacombank trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn. Nhận được tin báo, Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an huyện Hóc Môn, Phòng cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp công tác, quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án, thu hồi tài sản. Căn cứ thông tin thu thập tại hiện trường và đặc điểm các đối tượng gây án, Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh Bình Dương, Long An, Bến Tre, Bà Rịa, Vũng Tàu truy xét các đối tượng theo dấu vết nóng. Chỉ sau 22 giờ gây án, lực lượng phá án đã phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất truy bắt được Nguyễn Ngọc Mỹ khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài, phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ Lâm Phúc Lợi khi đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An và bắt giữ Nguyễn Thị Bích Tuyền khi đang lẩn trốn tại phường Tân Thế Hòa, quận Tân Phú. Đồng thời, Công an thu hồi số tiền mà các đối tượng đã chiếm đoạt tại phòng giao dịch Nhị Xuân, ngân hàng Sacombank và các tăng vật khác có liên quan. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cùng rơi vào tình trạng nợ nần, không có khả năng chi trả. Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi và Nguyễn Thị Bích Tuyền đã tham gia hội nhóm những người vỡ nợ trên mạng xã hội Facebook để kết bạn, nhắn tin trao đổi với nhau. Khoảng đầu tháng 10, ba người bàn bạc và cùng thống nhất kế hoạch đi cướp tài sản tại phòng giao dịch Nhị Xuân, ngân hàng Sacombank. Để thực hiện hành vi phạm tội, Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi đã đặt mua trên mạng xã hội hai khẩu súng tự chế, tiếp đó đặt mua xe máy và tự sơn lại thành màu đen dùng làm phương tiện gây án. Đồng thời, phân công Nguyễn Thị Bích Tuyền thuê ô tô để hỗ trợ trong quá trình cướp ngân hàng và tẩu thoát. Khoảng 8 giờ ngày 24 tháng 10, Nguyễn Thị Bích Tuyền điều khiển ô tô nêu trên chở Nguyễn Ngọc Mỹ, Lâm Phúc Lợi điều khiển xe gắn máy cùng di chuyển tới gần phòng giao dịch Nhị Xuân để quan sát chờ thời cơ thuận lợi. Đến khoảng 10 giờ 30 phút, Lợi cùng Mỹ di chuyển tới trước phòng giao dịch Nhị Xuân, sử dụng súng uy hiếp, khống chế nhân viên bảo vệ, nhân viên, khách hàng của ngân hàng. Cùng lúc, Lâm Phúc Lợi vào phía trong quầy giao dịch, uy hiếp nhân viên ngân hàng bỏ tiền vào ba lô đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, hai người này nhanh chóng rời khỏi bằng xe mô tô để tẩu thoát. Khi đến gần trại cai nghiện Nhị Xuân cách hiện trường 2 km, Nguyễn Ngọc Mỹ và Lâm Phúc Lợi dùng xăng đã chuẩn bị từ trước để đốt máy, quần áo, ba lô để xóa dấu vết. Sau đó, Nguyễn Thị Bích Tuyền đến đón và lẩn trốn tại nhiều địa điểm thuộc quận 12. Chiều cùng ngày, các nghi phạm di chuyển bằng taxi tới thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để gặp nhau, chia số tiền vừa cướp được, trong đó Mỹ được chia 1,5 tỷ, Lợi được 1,3 tỷ và Tuyền được 1 tỷ. Sau đó các nghi phạm tiếp tục lẩn trốn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước trước khi bị bắt. Thưa quý vị, khi lực lượng công an Hà Nội mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, trấn áp tội phạm đường phố, thì một số đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để thông báo vị trí chốt kiểm soát của các cảnh sát giao thông, tổ công tác 141. Hành vi này không chỉ cản trở, tác động xấu đến hiệu quả công tác, mà còn có thể tiếp tay cho các đối tượng phạm pháp hình sự biết để né tránh. Chỉ sau ít phút các chốt triển khai, lượng lớn thanh thiếu niên nhanh chóng tụ tập xung quanh các khu vực tổ công tác. Hàng dài người tụ tập hai bên đường để quan sát cảnh sát làm nhiệm vụ, người cầm điện thoại live stream, người thì hò reo khi có nhóm thanh niên nào đó lạng lách đánh võng đi qua tổ công tác. Nhiều người đã chụp ảnh, quay clip, thông tin lên các hội nhóm trên mạng xã hội để thông báo vị trí làm việc của các tổ công tác và tiếp tục lôi kéo những người khác tham gia phóng chốt. Chỉ khi cảnh sát yêu cầu thì đám đông mới tản đi, nhưng chỉ ít phút sau lại đông trở lại. Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh đây là hành động cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, cần phải chấm dứt và xử lý nghiêm. Việc quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội để thông báo vị trí các chốt tuần tra kiểm soát có thể tiếp tay cho một số người thực hiện hành vi phạm tội, tiềm ẩn nguy cơ khó lường, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự toàn xã hội. Sau vụ tai nạn xe khách làm 5 người tử vong tại Đồng Nai, hoạt động của nhà xe được coi là lớn nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh, thành bưởi đang nhận được nhiều ý kiến của dư luận. Mới đây, lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đang đồng loạt kiểm tra nhà xe Thành Bưởi và các văn phòng đại diện vì có dấu hiệu trốn thuế. Hàng loạt vi phạm của nhà xe Thành Bưởi đã được chỉ ra trong thông báo kết quả kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, nhiều lái xe vi phạm thời gian lái xe liên tục quá 4 giờ và vi phạm thời gian lái xe làm việc trong ngày quá 10 giờ. Công ty không thực hiện theo dõi khám sức khỏe định kỳ lái xe.
Công ty không trích xuất được dữ liệu tổng hợp về hồ sơ lý lịch phương tiện, không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của phương tiện vào lý lịch phương tiện, số chuyến trong tháng, số chuyến xe lũy kế. Tổ chức đón trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, vi phạm quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Mặc dù đến thời điểm này chưa có bất cứ một quy định nào về bắt buộc đổi giấy phép lái xe từ giấy sang thẻ nhựa PET, thế nhưng ở một số địa phương, người dân đã đổ xô đi đổi giấy phép lái xe do tin đồn thẻ giấy sắp hết hạn đã khiến nhiều cơ sở cấp đổi giấy phép lái xe quá tải. Ghi nhận tại thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, hiện tôi đang có mặt tại điểm đổi giấy phép lái xe tại Sở Giao thông Vận tải. Theo ghi nhận của chúng tôi, chỉ trong sáng nay đã có khoảng hơn 300 người làm dịch vụ đổi giấy phép lái xe tại điểm 258 Võ Chí Công này. Tại đây thì số lượng người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe từ vật liệu giấy sang vật liệu PET tăng đột biến. Vì vậy, nhiều người cũng phải chờ đợi khá là lâu thì mới có thể tới lượt. Hôm nay tôi đi đổi từ bằng giấy sang bằng cứng, thì hôm nay đến hạn tôi đến đấy. Hôm trước thì tôi đến đây thì cũng rất đông người phải đợi. Nếu mà có dịch vụ ở gần nhà thì sang bên này thì nó đỡ. Cũng có nhiều người chưa biết có bắt buộc hay không, hay dù giấy phép lái xe chưa tới hạn, nhưng sau khi nghe thông tin đã đi đổi bằng lái xe từ thẻ giấy sang thẻ PET. Thì đi giao thông của con qua nó bắt và đổi là ra lại cái bằng giấy ra cái bằng gì nhỉ, bằng phép như kiểu căn cước ấy. Nó không chấp nhận cho, nó bảo là nếu mà quá thời hạn tao xem trên TV nó bảo quá thời hạn thì nó thu hồi thì chắc chắn là mất, thì mình phải đi đổi lại. Thì hôm nay thì đi đổi lần đầu tiên để xem, nếu mà không được thì chắc phải chờ chiều. Tại vì là mình đang dùng cái bằng cũ này thì nó bị nhàu nát, với cả là mình thấy là mọi người bảo là chuyển sang cái bằng cứng thì sẽ tiện hơn, tại vì mình sẽ tích hợp được vào cái phần mềm ấy, mình không cần phải mang đi. Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ đầu tháng 10 tới nay, lượng người dân đến làm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tăng khoảng 50% so với các tháng trước. Nguyên nhân là do người dân nghe thông tin đề xuất đưa vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông yêu cầu bắt buộc người có giấy phép lái xe mô tô, ô tô bằng vật liệu bìa được cấp trước ngày 1 tháng 7 2012 phải đổi giấy phép lái xe sang thẻ PET. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội khuyến cáo việc đổi này là khuyến khích, còn hiện tại chưa có quy định bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe bản giấy sang thẻ PET. Cái giấy phép lái xe so với lại thời gian trước tháng 10 thì nó tăng lên khoảng độ 50%. So với lại cái giai đoạn tháng 9. Thế với cái sự như vậy thì Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đã bố trí sắp xếp bổ sung thêm một cửa và cán bộ xuống để tiếp nhận đáp ứng nhu cầu của người dân trong cái giai đoạn vừa qua. Thống kê cho thấy hiện cả nước có khoảng 22 triệu giấy phép lái xe mô tô dạng thẻ giấy. Để đổi lượng giấy phép này trong thời gian ngắn là điều rất khó khăn. Để tạo điều kiện cho người dân trong việc đổi giấy phép lái xe, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội hiện đang đề xuất ủy quyền cho các quận huyện thực hiện và dự kiến tháng 11 tới đây.